Ồ. Đua mà chạy tính chạy người đó anh người đua đúng không nha? Ờ đúng rồi đúng rồi. Đâu rồi? À, đang dưới sảnh nè. Đang dưới sảnh nè. Ra đâu rồi? Rồi để qua, để qua U2, để qua U2, đang U1. Để chạy qua U2 cái. Rồi ok. Ok, xuống tầng 1, đi rồi. Đi. Đi đường này đi mẹ. Đi đường này. Đi vòng vòng. Đâu? Đấy. Đúng rồi. Kìa chú đưa đồ kìa. Cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú đi. Trời ơi. Thôi. Vui vẻ đầu dùng. Phải không? Thầy nói nè. Bữa giờ không có gà con bảy. Bữa giờ đi bấm người cha. Không lên tí. Bữa giờ đi này đặt hàng Shopee, Lazada, Tiki. Nói chung đặt hàng đâu cũng được. Nhà cũng vậy bây giờ là xong. Còn lại là... Chưa giờ đi lên nè. Ok vậy thì Nguyên Vô. Ok. Nói chung là đặt hàng Shopee, Lazada, Tiki mà thanh toán rồi á thì dễ lắm. Nhưng mà bữa hổm là anh bảo vệ, hộ em bảo vệ hỏi là có thanh toán chưa rồi, thanh toán dùng luôn. Ghê chứ. Không mà tốt nhất mình nên thanh toán trước cho anh ấy. Nó lấy cái này cộng. Cộng tiền đi. Ừ, giờ quý chứ. Rồi đúng rồi. Đó, hàng món từ rồi. Rồi, cái này nào cũng vui. Đi tập huấn mình nghe. Cái này nào cũng vui, cũng dễ chịu. Không có khó khăn. Rồi, rồi dành cha đưa cái đồ nhỏ thì không chịu đâu. Dành riêng cái đồ bự mà. Cha đưa cái đồ nhỏ cho chết sách cho rồi. Nè. Xách đồ nhỏ đi. Đó thử. Đó. Đó. Còn ráng thêm cái bịch đó nữa. Đổ một hồi hộp đi. Đổ một hồi. Bịch của nước. Rồi vô. Xong. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Đen. Bye bye nha.